Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình sẽ đi hướng dẫn cho các bạn một cái chương trình Europe rất là ngon. Đó là kèo Luna Cruise. Thì cái kèo này nó đang rất là hot trên những cái cộng đồng về kiếm tiền online. Đó, và bây giờ thì mình sẽ đi hướng dẫn cho các bạn tham gia cái kèo này. Và các bạn có thể kiếm được lên tới 1 triệu một ngày đối với cái con Luna Cruise này nha. Rồi ok, thì kèo Luna Cruise các bạn sẽ kiếm cho mình cái đồng là Lun Token này. Hiện tại thì nó đang có một cái giá rất là cao, 15 đô trên một token. Và cái 15 đô này thì nó sẽ có thể thay đổi theo thời gian nha. Nó có thể sẽ cao hơn 15 đô hoặc là thấp hơn 15 đô. Đó. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem được là cái đồng Lun này nó list cái sàn nào nha. Ở đây thì nó đã list sàn OKCoin. Đó, với giá là 14,5 đô trên một token. Rất là ngon đúng không nào? Rồi ok, để mà tham gia được cái kèo này ấy, thì các bạn sẽ cần phải bấm cho mình với cái đường link để ở dưới phần mô tả video. Các bạn sẽ thấy một cái giao diện như thế này. Các bạn sẽ chọn cho mình là ô login này, rồi chéo register này. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ nhập cho mình email vào nha. Chọn cho mình ô next này. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ cần phải vào email để lấy cho mình cái mã này ở đây. Rồi, vậy thì một số bạn đăng ký mà cái mã email nó không về thì làm cách nào? Các bạn sẽ cần phải fake IP và reset lại nhiều lần nhé. Bấm cho mình cái nút reset lại, cái nút F5 nhiều lần để cho nó reset lại cái trang web này. Nó sẽ gửi email về cho các bạn nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào email của mình. Ok, mình đã thấy email của Luna Cruise. Rồi, ok, bây giờ thì các bạn sẽ copy cho mình cái mã này nha. Chúng ta sẽ dán vào đây. Ok, ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình ô Continue. Đây là cái mục trang chủ của cái con Luna Cruise. Thì cũng rất đơn giản thôi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiếm điểm nha. Đó, và mình sẽ chỉ ra cho các bạn là cách tính điểm của cái con Luna Cruise này như thế nào. Ok, thì cái điểm hoạt động ở đây như thế nào? Ở đây thì khi mà các bạn đăng ký một cái tài khoản mới, các bạn sẽ nhận cho mình được là 25 point, tương đương với 25 điểm. Và cái điểm này thì các bạn sẽ chỉ nhận được một lần mà thôi. Tiếp theo thì ở đây nó có cái phần là add holding, tức là các bạn sẽ cần phải hold một cái đồng coin trên đây thì bạn sẽ nhận được cho mình 25 điểm. Và cái điểm này thì các bạn cũng nhận được một lần mà thôi. Đó. Ở đây thì mình sẽ làm dần dần nha. Các bạn để ý này, bạn nhìn ở đây nha, có những cái phần như là earn 25 point, earn 25 point. Còn những cái phần mà không có 25 point thì các bạn không cần làm cũng được. Ví dụ như ở đây là add holding này. Đó, nó sẽ là cái phần này. Add holding thì bạn sẽ nhận được 25 point, nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ cần phải bỏ vốn ra để hold coin nha. Điều này thì mình không khuyến khích, cho nên là mình không hướng dẫn cho các bạn add holding. Ok, bỏ qua add holding, chúng ta có thể tắt nó đi. Ở đây thì Chris nhận được 25 point này, chúng ta sẽ tạo cho mình nha. Search coin ở đây thì bạn search một đồng coin bất kỳ, ví dụ như mình tìm luôn là ETH này. Đó. Ở đây thì mình sẽ chọn bừa đi. Các bạn cứ chọn bừa cho mình nha. Ấn next này. Ấn saver này. Đó, các bạn nhận được cho mình 25 point, chọn cho mình continue, rất đơn giản thôi đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại. Tiếp theo thì các bạn sẽ connect Twitter kiếm thêm cho mình là 25 point. Connect Twitter ở đây thì các bạn sẽ chọn là connect Twitter ở đây này. Cái phần Are you a human này thì các bạn sẽ cần phải chờ một chút cho nó check cái IP của chúng ta nha. Rồi, ủy quyền ứng dụng này. Ok, mình đã nhận được là 25 point, rất đơn giản thôi phải không nào? Chọn cho mình là Continue. Đó, vừa rồi là mình đã hoàn thành được hai nhiệm vụ và kiếm được là 50 point. Tiếp theo là cái phần Refer Friend. Ở đây thì bạn sẽ nhận được là 5 point khi mà có một người nào đó đăng ký dưới link của bạn. Rồi ở đây Add First Alert này, các bạn sẽ nhận được là 25 point này, mình vừa mới add thành công nha. Connect Twitter Account này, mình cũng vừa mới add thành công nha. Daily Active này, nhận được là 1 point trên một ngày, tức là mỗi một ngày bạn đăng nhập vào đây ấy thì bạn sẽ nhận cho mình là 1 point nha. Rồi ở đây share link, đó tức là một
lần share link thì các bạn sẽ nhận được là 2 point và tối đa thì sẽ là được 10 lần thôi nha. Đó, daily max point này, tức là một ngày thì bạn sẽ có tối đa là 20 point ở cái phần share link này. Đó. Tiếp theo là cái phần click link. Share link này tức là có người click vào cái đường link của bạn nha. Còn click link là bạn sẽ phải bấm vào cái link của người khác thì bạn sẽ nhận cho mình là 1 point trên một lần bấm link. Và bấm link này thì bạn sẽ cần phải giữ cho mình tối đa 10 giây nha. Đó, bạn bấm vào link của người ta xong bạn giữ tối đa 10 giây thì nó mới tính cho một cái đồng click link. Và cái mục kiếm nhiều nhất chính là cái mục click link này thì bạn sẽ kiếm tối đa được là 149 point trên một ngày. Rất đơn giản thôi phải không nào? Ở đây nha, các bạn, một ngày nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta sẽ như thế này. Các bạn sẽ click cho mình là 149 link của người khác và các bạn đi share link để người khác bấm vào link của mình thì bạn sẽ kiếm được tối đa là 20 point. Đó, và bạn đăng nhập mỗi ngày, bạn sẽ nhận cho mình là 1 point nữa thì tổng cộng là như thế này. 149 cộng 1 là 150, 150 cộng 20 là 170 point một ngày nha. Đây là một số point rất là cao đúng không nào? Và cái thứ hai nữa đó chính là friend sign up. Khi mà có người đăng ký dưới link của bạn ấy thì bạn sẽ nhận được là 5 point. Nó chính là cái phần này. Đó, refer friend. Bạn sẽ nhận được là 5 point và tối đa sẽ là 30 người. Khi mà đạt được 30 rep thì chúng ta sẽ không thể mời thêm được bạn bè nữa mà chúng ta sẽ hoạt động chủ yếu bằng cái phần là click link của người khác và share link của mình cho người khác bấm. Rất đơn giản thôi phải không nào? Đó, vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách nhận điểm và tính điểm nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có cái link chéo nhau như thế nào. Ok, ở đây thì các bạn sẽ vào phần là refer friend này. Ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình cái phần là AR nha. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái phần là copy link. Bạn sẽ copy cái đường link này, mình sẽ paste ra Google nha. Đó, đây sẽ là cái đường link Grab của chúng ta. Bạn sẽ share cái đường link này lên những cái hội nhóm thì người ta sẽ bấm cho các bạn vào cái đường link này và bạn sẽ cần phải bấm vào cái đường link của người khác. Thì cách kiếm nhiều cái link Grab nhất là như thế nào? Mình sẽ để những cái nhóm chéo nhau của những cái kênh YouTube mà nó lớn hơn kênh của mình rất là nhiều và họ có một cái cộng đồng cực kỳ lớn và họ đều tham gia cái kèo Crude và họ đều tham gia cái kèo Luna Crude này. Mình sẽ để những cái link nhóm của những cái kênh lớn nha bên dưới phần mô tả video này cho chúng ta có thể tham gia vào đó để đi chéo link. Mình sẽ tổng hợp lại những cái đường link có nhiều người bên trong cái nhóm đấy ấy. Mình sẽ để bên dưới phần mô tả video, các bạn sẽ vào để chéo link nha. Các bạn gửi link cho người khác và người khác sẽ chéo link cho các bạn. Rồi ok, cuối cùng đó là cái phần tạo ví token để các bạn rút tiền cái đồng loot này như nào nha. Tạo ví thì các bạn sẽ vào cho mình mục là dashboard này. Ở đây thì nó sẽ có mục point. Mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho bạn phần này. Chúng ta sẽ đi reset lại trang nha. Rồi ok, cái mục point này là như thế nào? 21 giờ nữa thì nó sẽ reset lại cái trang này và cái điểm point của bạn nó sẽ hiển thị ở đây nha. Ở đây thì mình chưa hiển thị đồng point bởi vì mình sẽ cần phải chờ sau khoảng 21 giờ 52 phút nữa thì nó sẽ reset lại cái trang này và nó sẽ cộng point vào đây cho mình. Và cái đồng point này nó sẽ chuyển ra cái đồng loot token. Hiện tại thì một loot token nó đang có giá là khoảng 15 đô. Và các bạn tin mình đi, 1 triệu một ngày có thể sẽ thành hiện thực đối với cái kèo này nếu như chúng ta cùng nhau cố gắng đúng không nào. Và các bạn sẽ bấm cho mình vào cái ô wallet. Tại đây thì chúng ta sẽ đi tạo một cái ví ở trên trang web là Luna Cruise và ở đây thì bạn sẽ cần tối thiểu là 35 cái đồng Lun này để chúng ta có thể claim được nha. Rồi ok, thì cái phần tạo ví token ấy thì mình sẽ xin nợ các bạn ở video lần sau. Bởi vì mình cũng chưa đủ 35 cái đồng loot này để mình rút. Thì các bạn cứ tham gia và kiếm cho mình cái đồng point này thật là nhiều vào bằng cách đi chéo nhau và quăng link cho người khác chéo lại của mình. Đó, thì khi mà các bạn đủ 35 cái đồng loot này thì các bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần là new address này để chúng ta đi tạo địa chỉ nha.
Ok, thì hôm nay mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.